Chào mọi người, Nam tiếp tục đăng ít đồ bán cho mọi người nha. Ai cần gì thì liên hệ em ha. Số điện thoại dưới tiêu đề video, điện thoại hoặc nhắn tin nha. Điện thoại cũng được, nhắn tin cũng được điện thoại nha. Và giá đây là chưa bao gồm phí ship nha. Lưu ý chú bác anh em là em sẽ ưu tiên cho chú bác anh em là chuyển khoản ngay được nha. Thì những chú bác anh em mà không chuyển khoản được á, thì em sẽ dự phòng á. Thì nếu như mà còn thì em sẽ liên hệ lại ha. Đầu tiên em giới thiệu cái kèm mũi nhọn á, cái dòng Ego của thằng Baco á. Baco made in France nha, cây này made in France nha mọi người. Baco này made in France ha. Cái kèm mũi nhọn dòng Ego này ha. Cái này còn mới đến 99% nha. Chút RAM của nó còn nguyên dạng ha. Lưỡi cắt căng kẹp rồi còn nguyên á. Lưỡi rất là dài luôn á. Vỏ còn mới tinh luôn. Cái này dài tấc 8 á. Cái này dài tấc 8. Nhẹ nhàng á. Rồi cái này mã số 1401, giá 400.000. Tiếp theo một cây kìm mũi nhọn á, của thằng Tone á. Tone made in Japan á. Cái này là hàng hàng em nhập mới nha, hàng chưa xài nha. Vỏ hai màu, vỏ cách điện á, hàng mới nha. Hàng mới thì đương nhiên là lưỡi cắt tăng kẹp nó còn nguyên ha. Cái này dài 17,5 cm. Mã số 1402, giá 200.000. Là cái kìm Pro á, cái này cũng của Tone á, hàng mới chưa xài luôn ha. Tone zip ha, vỏ hai lớp, lớp trong là lớp cao su á, lớp ngoài là lớp cao su nhám, vỏ hai lớp á, có ngán luôn, in Japan á, hàng chưa xài nha. Cái này chiều dài 2 tấc. 2 tấc 1 quá. Cái này thì thép mạ ha. Còn mới tinh. Mã số 1403, 150.000. Rồi cái này thì cũng của Tone ha. Nhưng mà cái này là thép không rỉ nha. Cái này đợt này em về được mấy cây ha, cũng hàng chưa xài luôn, thép không rỉ nha, thép kháng rỉ nha, SOS chú anh em, lưỡi còn nguyên dạng ha. Cái này hàng mới chưa xài ha. Cái này chú anh em mình làm môi trường mà nước ha, về đúng hai tấc á, nước hoặc là muối biển nữa ha. Môi trường biển nữa thì xài mấy cái này rất là tốt, nó kháng được rỉ, nó lâu rỉ hơn là cái loại thép mạ đó. Là mấy anh em đi câu cá rồi hả, coi kèm. Rồi cái này giá 150 luôn, đợt này về được mấy cây giá cũng tốt nha chú bác anh em. 1404, 150, giá tốt nên em để giá tốt nha.
Đây em có cây kềm của Mary á, Merino 1050 á. Cái này còn khá đẹp á, đầu kềm cũng còn khá là đẹp nè. Lưỡi cắt thì lận cận thôi nha, đó, lưỡi cắt thì lận cận thôi đó, li ti ha. Răng kẹp thì còn nguyên. Ở đây nó có răng để mình kẹp bồ lon hoặc là kẹp con tán rồi ha. Vỏ thì cắn cá chút đỉnh nha. Đây Marie Japan ha. Vỏ cắn cá chút xíu thôi, xíu thôi. Cái này khá là lớn. Cái này dài 2 tấc 2 á. Cắt tốt mọi vị trí không? Cái này mã số 1405, giá 250. Tức là em có cái kìm ngụy á, ngụy của Mỹ nha. Made in USA ha. Ra còn mờ mờ nè. Lưỡi cắt còn gần như nguyên dạng ha. Răng kẹp sọc caro luôn ha. Không cấn, không không dập ha. Lưỡi rất là dày luôn chú anh em. Họ mài á, mài tròn á, mài muỗng, dặn muỗng á. Cái này dài 21 phân rưỡi á. Cắt tốt mọi vị trí á. Rồi cái này mã số 1406, giá 250 luôn. Tiếp theo em có cây tuốt dây điện, tuốt dây điện đa năng của Westmiller nha. Westmiller tuốt điện đa năng. Cây này sản xuất made in Germany ha. Bên trong đây made in WK Germany ha. Tay cầm bằng nhựa, nhựa ABS. Có lưỡi cắt ha, lưỡi cắt còn đẹp ha. Lưỡi cắt còn sáng đẹp ha. Lưỡi tuốt ha. Lưỡi tuốt của nó là nó gồm nhiều lá thép nó ghép lại cho các anh em, chứ không phải là một lưỡi ha, không phải là liền ha. Này là nhiều lá thép ghép lại. Nó tuốt đa cỡ cho các anh em. Lớn nhỏ mình điều chỉnh cái nút này là thứ nhất á, ngàm trên á, chỉnh lưỡi trên á. Còn ở dưới đây có ngóc nữa. Đây mình chỉnh lưỡi dưới ha. Đây thông số nữa ha. Còn liên lạc hết á. Tuốt đa cỡ chú anh em. Cỡ nào cũng vậy, cứ đưa vô tuốt thôi. Ha. Cắt còn ngất luôn ha. Rồi tốt. Nếu mà ấy thì mình chỉnh về. Nếu mà dây lớn thì mình chỉnh về đây. Chỉnh cái nút màu cam đây. À. Em lấy cái dây nhuyễn, em có dây nhuyễn. Dây nhuyễn nó mất tiêu rồi. Nó cuộn dây nhuyễn mà nó mất tiêu rồi. Nói chung là nó tuốt được đa cỡ á. Cái dạng thẳng vậy. À,
để chú anh em làm trong tủ điện luôn ha, rất là tiện lợi ha, cứ đưa vô tuốt ha. Đây nó có thang đo nè, chú anh em muốn tước cái mối dây bao nhiêu thì mình tước đây ha. Cái này còn 90%, 95%. Westmuller Supad. Cái này tổng chiều dài 2 tấc mốt á. Này mã số 1407, giá 700 ngàn. Em có một cái dụng cụ, cái dụng cụ này của Mỹ á, của hãng Embryon nè, nó có mã nè chú anh em có thể tra ha. Cái này là nó kêu bằng là dụng cụ bảo trì bên hệ thống lạnh ha, đó chú anh em trong nghề biết, còn mà không phải trong nghề thì nhìn không biết cái gì đâu. Cái này còn mới tinh lắm, mới 95% ha. Cái này nó dài 18 phân rưỡi á. Này chú anh em làm bên điện lạnh biết nha. Còn không phải trong nghề thì đây có made in USA luôn á, dập made in USA nè. Không phải trong nghề thì nhìn không biết gì đâu ha. Rồi cái này em bán 300 ngàn ha, mã số 1408 á, giá 300 ngàn. Em có cái kìm cắt cáp á, cáp Felco C7 á, Swissmade đi điện á. Cái này còn khá là đẹp á, lưỡi còn nguyên dạng nha, đó, lưỡi không không khờn không gì hết nha. Lưỡi mấy cây kìm cắt cáp này nó cứng lắm nha, còn của Felco nữa, nó là so thép cuộn nha. Đầu kìm thì cái lưỡi cắt thì còn mịn màng á, có cái tay cán nè, tay cán thì nó bị chốc cái lớp mạ, còn cái đầu kìm thì mịn màng á. Cắt cáp á, cáp về thắng rồi chú anh em, về thắng xe máy xe đạp rồi ha. Thì cái này nó có khả năng là nó mình mở ra là được 7 phân rưỡi nè. Đó, mình mở mắt ra được 7 phân rưỡi á. Có khóa ha. Lưỡi nó còn nguyên dạng nha chú anh em. Vỏ thì còn liền lạc hết luôn. Vỏ còn mới tinh luôn ha. Cái này dài 19 phân rưỡi á. Em thì không có dây thắng, em cắt dây điện đỡ nha, cộng dây điện đi bóng đèn mình là chú anh em. Dây điện thì khỏi nói rồi. Felco C7 á, Swissmade. Rồi cái kèm này mã số 1409 giá 400 ngàn. Em lại về một con dao gọt giấy của thằng Alpha ha. Alpha ha. LTD ha, không gạch 08 gì đó. AL, đây là phiên bản limited nha. Bản giới hạn nha chú anh em. Alpha Japan đó. Thân bằng nhôm nha. Thân bằng nhôm. Cái này cao su á, má nó bằng cao su á. Lưỡi cái con dao này là auto lock nha chú anh em. Nó xài nút trượt á, auto lock nha. Tức là mình không cần phải khóa gì hết.
cái dạng trượt này là nó auto lock luôn, nó khóa luôn á. Rồi với lại cái vỉ lưỡi dao Milwaukee á, ba cái vỉ này là ba lưỡi xài trong dao này ha. Milwaukee là made in USA nha. Ở đây made in USA nha. Đó, ba lưỡi. Cái lưỡi Milwaukee này nó dày gấp rưỡi cái lưỡi của Nhật nha chú bác anh em. Của Nhật là 0.5, còn này là khoảng 0.7 á. Nó dày á, khoảng 0.7 ly á. Đó, con dao này còn đẹp nha. Con dao này không có cắn cá gì hết á. Rõ còn bóng hớ luôn. Phiên bản limited nha. Rồi bắn combo này vậy ha. Mã số 1410 á, giá 150 luôn. Ở đây là một con dao chứa được nhiều lưỡi ha. Dao chứa được nhiều lưỡi. Cái dòng này là vỏ nhôm ha chú bác anh em, vỏ nhôm ha, có khóa đầy đủ ha. Vỏ nhôm á, nước sơn còn khá là đầy đủ nè. Này auto lock luôn. Cái dòng này nè chú bác anh em. Cái dòng gạch LR nè, cái dòng này nè là nó to hơn, nó dài hơn cái dòng mà có chữ L không ha. Này nó hai dòng nha. Hai ba dòng người lận. Và cái dòng này, cái dòng mà có chữ L không á là nó không có auto lock, là mình phải khóa bằng cái núm này. Còn cái dòng mà có chữ R này là nó auto lock luôn ha. Nó auto lock luôn. Tức là mình không cần phải khóa. Còn nếu mà mình cái công việc của mình mà mình cắt cứng á, thì mình có thể hỗ trợ thêm bằng cái nút này ha. Tại nhiều khi vô tình mình chạm cái này nè, nó sẽ trượt ha. Nhưng mà bản thân của nó là auto lock rồi. Cây này nó có thể chứa được 5-6 lưỡi của Nhật gì đó chú bác anh em, chứa trong này nè. Thì em sẽ bỏ vô đây cho chú bác anh em là 4 lưỡi nha, 4 lưỡi alpha của Nhật nha. Của thằng dao này nè, 4 lưỡi alpha. Thì chú bác anh em mình tháo lắp lưỡi này, bên đây nó có cái nút push này ha. Mình ấn vô mình ấn vô thì nó lú lên này ha, là nó nhả cái ngàm ra. Rồi mình kéo cái này ra ha. Rồi mình lắp lưỡi vô đây, lắp lưỡi cho cái lưỡi gà nè, nó móc vô cái lỗ của lưỡi dao á. Lắp 4-5 lưỡi, lắp khi nào mà cảm thấy nó chặt thôi. Xong rồi mình thôi, để em lấy em lắp luôn đi. Ở đây chú bác anh em, 4 lưỡi ha, 4 lưỡi alpha ha. Đó, alpha Japan ha, 4 lưỡi mới chưa xài nha, mới tin vậy nè. Đó. Thì mình đưa vô cái học lưỡi của nó nè, mình đưa ở ngoài đầu này vô ha. Đưa vô mình cho cái lưỡi gà này móc vô mấy cái lỗ này nè ha, cái lỗ của lưỡi dao nè. Đó, nó móc vô đó. Rồi thì mình đút vô. Đút mạnh vô ha. Rồi xong ấn cái nút này lại, khóa lại ha. Rồi mình trượt cái núm này về. Rồi mình đẩy lên thôi. Đẩy lên mình xài. Ha. Nè, auto lock nè. Lock cứng ngắc nè cho anh em thấy không? Nè, lock cứng ngắc nè. Kéo không vô ha. Đó. Mình xài hết lưỡi này thì mình cứ đẩy lên trước luôn. Đẩy tới luôn, hết mức luôn á, lấy lưỡi ra. Rồi mình kéo ngược trở về, hết mức về, rồi mình đẩy tiếp cái lưỡi lên ha. Đó, cứ vậy. Hai lưỡi. Ba lưỡi. Bốn lưỡi ha. Rồi lắp lưỡi mới nè, bấm vô. Kéo học ra. Chú bác anh em làm việc mà xài nhiều á,
thì cái này nó tiện ha. Rồi ok, lắp vô. Ha, khóa lại. Rồi kéo về xài thôi. Rồi bốn lưỡi ha. Con dao với bốn lưỡi nha. Cái con dao này nó dài nha chú anh em, loại này nó dài nha. Em đo chú anh em coi nè, tấc 6 nha. Tấc 6 á. Nó dài hơn cái loại kia. Rồi mã số 1411 ha, giá 300 ngàn. Là về một con rọc, nói chung là con dao đi. Dao này cho mấy anh điện lực nó phù hợp á. Dao rọc vỏ cáp á. Đen con mắt á, Saban á. Con này là em không có mài luôn nha chú bác anh em. Anh chỉ mài cái phần lưỡi này xíu thôi. Vuốt lại xíu thôi, cho nó bén thôi ha. Đó, nước xi nó còn đầy đủ hết á. Cây này nó còn mới đi 95% nha. Cả hai bên mặt á, nước xi đồ còn bóng hết luôn. Thì con dao này chú bác anh em cũng quen thuộc rồi, Japan á, đen của mắt Japan á. Giờ ở trong đây nó có một cái lưỡi dao này chú bác anh em, nó có lưỡi dao đó mà không biết để làm gì nha, chú bác anh em trong nghề biết ha. Thép mấy cái lưỡi này là thép carbon nha. Rồi tay cầm là cao su á, bằng màu cam là bằng nhựa của Mirai chú bác anh em. Con dao này cái lưỡi, cái phần lưỡi sử dụng được của nó là 7 phân ha. Nó dài nguyên cây là 2.4 nè. Nguyên cây 2.4 ha. Bản lưỡi là 2/2. Bản lưỡi 2/2, khá là dày ha. Dày 3 ly ha. Dày 3 ly. Cái vỏ nữa ha. Vỏ còn liền lạc luôn, còn mới tinh nữa. Này để chú anh em xỏ vô đai á, đeo á. Xong rồi chú anh em đẩy cái chốt này lên. Khóa cứ ngắt lại ha, chống rơi rớt á. Lấy ra thì nhớ kéo này xuống rồi mới lấy ra được nha. Chứ mình giật là nó hư à. Nó trần cái chốt á. Còn mới tin nữa. Rồi cái này mã số 1412, giá 350. Đây em có nhập về một ít dao, dao ship á chú anh em. Ha. Dao bãi nha, dao bãi nhưng mà hàng mới chưa xài nha. À, cái tay cầm là bằng đồng nè. Đây có cái khoan để chú anh em mình xỏ ha. Còn lưỡi của nó là lưỡi vân búa nha. Lưỡi vân búa ha. Hàng mới 100% chưa xài nha. Cái vỏ bằng phao ha. Đây có chữ nè chú anh em đọc giùm em nha. Em chẳng biết đâu. Lưỡi họ làm vân búa ha. Khá là dày. Cái dày 2.5 ly ha, dày 2.5 ly á. Cái phần sử dụng của lưỡi dao là 7 phần ha, 7 phần. Cái bản lưỡi dao là 1/8 nha, bản lưỡi dao 1/8. Cái dài nguyên cây là 16.5 phân. Có khoan để chú anh em mình móc khóa cũng được ha. Và lưu ý là khi chú anh em gấp lưỡi á là nhớ kéo cái khoan này ra nha, để nó cấn cái khoan ha, kéo ra như vậy. Gấp lại ha. Kéo móc khóa ha. Nó có cái vỏ luôn ha, nó có cái vỏ bao da nè. À, bỏ vô.
Rồi con dao này mã số 1413, giá 300 ngàn. Đây em có cái kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn đó. Cây này của hãng Rose Snap á. Khóa đây. Cái này của hãng Rose Snap á. Made in USA ha. 20SL. Thì cây này đây lưỡi nó đây. Lưỡi nó còn gần như là nguyên vẹn nha chú anh em. À, gần như nguyên vẹn ha. Có răng cưa để chống trượt không? Cái thép của cái lưỡi này nó bằng cái thép gì mà nó trắng mà kiểu nó trắng mờ nè chú anh em, trắng trắng đục quá, trắng mà nó bóng ha. Kiểu nó vậy đây, nó cong vậy chú anh em. Nó cong vậy ha. Tay cầm nó cong nè, nó cao lên khỏi mặt phẳng nè. Cắt nó không có bị sốc cho tay ha. Thì cây này cái lưỡi cắt nó là được 4 phần ha, 4 phần cả lưỡi ha. Còn mình cái lưỡi sử dụng được khoảng 3 phân rưỡi ha. Lưỡi sử dụng được khoảng 3 phân rưỡi. Tức là nó còn dính ở trong đây 1 5 ly ha. Cây này là cái kiểu này là như là cắt thẳng và bo phải thì phải. À, bo phải hay bo trái gì đó, nói chung là cái kiểu nó vậy nè chú bác anh em coi ha. Đó. Kiểu nó vậy đó. Và đặc biệt là cái cây này nó có thêm một cái lưỡi để cắt kẽm ha. Đây. Chú anh em thấy ha. Cắt đinh, cắt kẽm, cắt dây thép rồi ha. Đó. Cắt rất là khỏe chú bác anh em. Còn nguyên dạng luôn ha. Cây này mới 95% ha. Lưỡi cắt này nè. Tay cầm thì còn liền lạc hết luôn. Vỏ còn liền lạc hết luôn ha. Khóa đây. Để em cắt thử miếng tôn nha. Em cắt tay trái nha. Miếng tôn lập nhà mình chú anh em. Tôn sống lập nhà nè ha. Cắt rất là ngọt ha. Nó có răng cưa nó chống trượt luôn. Quá đây. Con quẹo quẹo này nó dài 2,5 tấc ha. Dài 2,5 tấc. Cây này nó còn mới tinh, còn cái nước ram nó luôn ha. Rồi cây này mã số 1414, giá 600 ngàn. Em soạn được mấy cái cắt cành cho bác nè. À, đây là cây cắt cành. Cái này mới cũng 95% á. Đây Made in Japan dập đây ha. Khóa đây. Open. Lưỡi này nó sơn nó mạ, mạ chứ không phải sơn nữa. Mạ gì đen đen chú anh em. Lò xo rồi ha. Tay cầm có xu nhúng á. Cái này còn mới tinh nữa. Cắt giấy đứt á. Giấy bén lắm.
cắt tay trái chú anh em. Như báo hả? Quá đây. Cái này dài 2 tấc á. Dài 2 tấc. Lưỡi không nhâm không mẻ nha chú bác anh em. À, lưỡi vác lưỡi con ha, vác mép á. Và cái này mã số 1415, giá 250. Em lại về được một cây cây này như là Felco á, Swiftmet á. CP á, dòng CP. Swiftmet á. Thì sĩ á. Cái này cũng còn khá đẹp ha. Lưỡi không nhâm không mẻ ha. Không rổ không gì hết á, lưỡi còn đẹp, nhưng mà mấy con Felco thường á là cái lưỡi nó làm bằng thép gì á, mà nó xét cái cán, nó xét mà cái lưỡi nó không bị xét. Như cái này nè, lưỡi còn rất là mịn á, mà cái cán thường là nó bị rỉ á, nó bị rỗ ở phần ngoài đây ha. Đó, lò xo thép cuộn nó giống y như cây cắt cáp á. Đó, cây này lưỡi cũng vắt mép á. Mấy con Felco là lưỡi nó vắt mép không? Felco cổ á. Cái này cũng cắt giấy đứt á. Cái này thì lưỡi thì đẹp, nhưng mà có cái vỏ thì xấu rồi, nhưng mà cũng còn còn khá là lành lặn á, cầm thì cũng im tay. Có hơn không ha. Cái này dài 2 tấc mốt á, 2 tấc mốt. Cái này mã số 1416 á, giá 450. Rồi cái này thì của Nhật ha. Cái này kéo thép đúc của Nhật á. Cái logo nó đây. Logo này logo gì á? Chiếc lá. Lưỡi đây full luôn, gần như full á. Đây có mộc nữa. Tán đồng luôn. Cái này còn rất là đẹp. Dây da này em làm lại cho anh em nè, làm bằng dây da xịn luôn á. Đây lưỡi nữa đây. Lận cận thôi ha. Em mới vuốt sơ lại rồi. Bên trong nè. Với anh em mua kéo chú ý bên trong này nha. Bên trong mà nó rổ nhiều thì xài nó khó mài lắm ha. Chú ý bên trong nè. Đây, em kéo thì thường em lựa mấy cây bên trong này nó còn đẹp á. Đây cũng bén lắm rồi. Cắt giấy ngọt này. Cắt về trái. Cái này thì xây 18 phân rưỡi chứ anh em. Xây 18 phân rưỡi nha. Còn cả nút ram của nó nữa ha. Thép còn mịn màng ha. Cái này mã số 1417, giá 350. Em về cái cạp á, cặp xéo á. Cặp xéo. Cái này của Trimax này ha. Một đây. Cái này thì hơi cũ. Cái này cái chốt nó bị mài mất tiêu nha chú anh em. Bị mài mất tiêu rồi nha.
thấy lưỡi còn ngon, lưỡi thêm ghép nữa, chân ghép cho bên em thấy không? Lưỡi thì còn ngon á, lưỡi này còn khít, ngoại hình thì xấu á, ngoại hình thì nó tróc hết cái lớp da mà ha, còn chút xíu á, mà lưỡi thì còn ngon nha. Lưỡi còn rất là nhiều. Cái này là xây hai tấc mốt á. Cái lưỡi của nó là khoảng phần chính á chú ba anh em, gần hai phần á, gần hai phần ha. Lưỡi thì còn ngon nhưng mà cái thân thì hơi xấu á. Đây có mọc dưới đây nữa ha. Cái này cạp còn bán lắm nha. Cạp giấy cạp tông nha. Cạp còn rất là ngon chú anh em. Rồi cái này mã số 1418, giá 400.000. Bây giờ là cái cưa mini chú anh em, cưa mini bỏ túi ha. Cưa này nó nhỏ xíu quá. Mình gấp lại nó dài có 15 phân rưỡi ha. Cái này còn mới tinh nha. Lưỡi là chưa xài luôn á, lưỡi made in Japan đây. Lưỡi mới chưa xài ha, có rỉ rỉ chút đỉnh thôi. Lưỡi còn mới ha. Cái này còn mới tinh á. Ở thương hiệu nó chú bác nè, nó dập nó in trên trên lưỡi nha, bỏ chữ. Cái này thì cái phần phần lưỡi cưa được của nó là tấc 2 á, lưỡi tấc 2. Cái này chú anh em mình bỏ túi đi đi vườn ha. Còn mình duỗi ra nó dài tổng thể là 2 tấc 7 nè. Cán cao su á, cán cao su còn liền lạc luôn. Chạy chạy chút đỉnh thôi. Cái này chú anh em làm vườn á, bỏ túi. Lưỡi 2 nấc ha. Lưỡi 2 nấc. Nấc 1. Nấc 2 là nó ngỏng lên vậy ha. Ngỏng lên. Này là 2 giờ ha. Xong rồi gấp lại. 6 giờ. Rồi cái này mã số 1419 giá 250. Em lại giờ là một cây cây kéo kéo cá thép trắng ha, hai mọc đây. Cây này nó còn 95% ha, lưỡi nè đó, thép trắng mà còn ghép ghép thép trắng luôn chú anh em thấy cái trớn không ha, thép trắng mà ghép thép trắng luôn ha. Lưỡi là lợn cợn thôi á, không thấy luôn ha, không thấy lần cận luôn á, mà cũng còn khá là bén á. Em cũng không có mài luôn, cái lưỡi nó còn đẹp, em cũng không có mài làm gì. Cái này thì cái phần lưỡi lưỡi cắt của nó là được 4 phân rưỡi ha, ở dài nguyên cây là tấc 7 nha, nó còn đẹp quá trời luôn á. Giấy chắc đứt á. Ngọt ha. Rồi cái này mã số 1420 á, giá 220.000.
Rồi em soạn được mấy cây mỏ lót á, mỏ lót răng. Cây này cắn nhôm á, cây này 18 inch của Mỹ á. Rigid á. Aluminium á. Cây này còn khá là đẹp. Lưới gà lò xo là còn hoạt động bình thường nha chú anh em. Cam kết á, không lỗi á. Cái này có dòng lăng là nó còn đang thùi luôn á. Đây răng nó đây, răng nó còn là nguyên dạng ha. Nguyên dạng. Cái này không biết xài ít xài nhiều nhưng mà thấy nó răng nó còn nguyên dạng ha. Em làm vô mở luôn nè, vô mở cho chú anh em luôn ha. Cái này mình mở ra hết mức thì nó được 90 93 nha chú bác anh em. 93 nha. 93 ly ha. Còn thẳng thốn ha. Không công vên đó. Mấy cái nhôm của Mỹ nó hợp kim á, nó hợp kim chứ không phải bằng nhôm đâu. Hợp kim á. À, thép còn rất là đẹp. Cái này là nó đổ nha chú bác anh em, cái khuôn nó đổ nó vậy nha, nó rèn vậy nha chứ không phải nó rổ đâu nha. Cái này còn đẹp lắm nha. Đó, răng là không có bị mẻ cái gì chứ, có cái cán thì nó bị chạy chùa chút đỉnh á, cán cũng còn đẹp lắm nha. Cái này là 18 inch nha chú bác anh em, 18 inch ha, là tương đương với lại 4 tấc rưỡi á. Nó để hệ in thì mình đọc là hệ in á. Và cái này mã số 1421 giá 700.000. Rồi đây một cây nữa, mà cái này 14 inch á, nhưng mà cái này cán sắt nha. Cán sắt á, cũng của Ritz luôn ha. Rít rít á, của Mỹ á, heavy duty luôn nha, dòng làm việc cường độ cao á. Rồi rít tôn á, OIO USA, 14 inch, cảm ơn sắt, sắt thì chốc sơn hết rồi, còn xíu à. Cam kết lò xo còn nhún nhảy bình thường á. Lưỡi gà không bị gãy bể ha. Cái này thì ngàm á, còn cũng khá là đẹp á. Đây ngàm dưới nè, răng nó còn gần như là nguyên ha. Ngàm trên đây. Nó có một ngàm nó bị nó bị khờn khờn ngàm nào ta, à ngàm dưới nè, ngàm dưới nè chú anh em. À ba răng này ha, nó bị khờn khờn nha ha, nó khờn khờn ba răng này đây, nó khờn chút xíu à, khờn chút xíu ba răng này thôi. Còn xíu á, còn lại là còn gần như là nguyên dạng ha. Chứ lại bên đây nó bị cấn đây xíu á, cái này chắc mấy ổng máy cắt, ổng cắt sợ mà nó phạm ha, phạm đây xíu á. Còn cán thì không có công vênh gì đâu, chỉ chốc sơn thôi. Còn cái này nó mở á, mở được 70 nha chú anh em, 70 ha. Nó 14 inch. 14 inch là tương đương 3 tấc rưỡi ha. Bằng sắt. Rồi cái này mã số 1422 giá 500.000.
Tiếp theo là một cây ngầm xéo á, cây này cũng của Ritz chú bác anh em. 10 inch đó, 10 inch của Ritz đó, IVDT. Cái này thì còn mới nữa. Sơn nó còn khá là nhiều ha. Ritz đó, OIO USA ha, M10. Cái này còn mới nha chú anh em, ngầm đó nè, còn ở nước si nữa ha. Ngầm xéo nha. À, lưỡi gà là sao là hoạt động bình thường á. À. Cái này còn mới 90% á. Mất 10% nước sơn á. Anh ngàm nó thì còn nguyên dạng, không tì vết á. Không tì vết luôn. Ngầm trên ngầm dưới á, không tì vết nha. Răng còn nhọn quắc luôn á. Cây này thì 10 inch này nó mở được 46 á, 46 47 á. 10 inch tương đương 2 tấc rưỡi chú anh em. Rồi cái này mở số 1423, giá 450. Cái này mở lớp. Lớp thép đen ha. Thép alloy steel của Utica ha, 8 inch là tương đương 2 tấc đó chú anh em. Cái này made in USA ha. Mấy đen dưới đây. Đây, ngàm này còn khá là đẹp ha. Cái này thì có rơ lắc nha. Mấy thằng Mỹ là thường thường nó làm một lớp rơ lắm chú anh nè. Mấy cây đời xưa nè. Bên trong thì có cắn cá chút đỉnh nữa ha. Cắn cá chút đỉnh nữa. Thép alloy steel mà, cứng lắm. Cái này mở được 26 ly á, 26 ly. Cái này có rô lắc nha chú anh em. Có rô lắc nha. Thân còn khá đẹp ha. Cây này là cái này là mã số 1426 nha chú anh em, giá 300.000. Tiếp theo một cây nữa, cây này của Baco á, ba số 971 á, Baco made in Sweden á, thì điển á, V-Style 8 inch luôn. Cái này còn mới khoảng cái ba cô thì nó đỡ rơ lắc hơn nè, rơ lắc ít hơn. Cái này còn mới khoảng 80% á. Cái này thì nó mở được 27 luôn, mở được lớn hơn gần Mỹ luôn ha. Đây bên trong ngàm nó đây chú anh em, cắn cá chút đỉnh ha. Có vài vết cắn ha. Cái này thì nó ít rơ lắc hơn Mỹ nha. Cái này thì mỏ nhọn. Đây, thân còn đẹp á. Thép đen á. Rồi cái này bằng giá luôn chú bác nè. Cái này là 1427 á, giá 300.000.
Rồi em có một cây cái mẫu quả dòng Robo Grip của Craftsman Professional Made in USA. Cây mẫu quả đây có Made in USA đây ha. Cái này là hàng xài lướt á, hàng xài lướt cho bác anh em. Cái ngàm của nó là gồm 4 lá thép á, nó ghép lại ha, tán lại ha, xài lướt thôi, mới chày chày cái lớp mạ ở ngoài thôi, răng là không không mòn luôn ha, ngầm trên ngầm dưới luôn vậy, nó không mòn luôn á, còn mới 95% ha. Cây mổ quạ tự động chú bác nè, là khi chú bác anh em mình kẹp á, là mình khi mình kẹp cái ngàm nó kẹp vô rồi á, là mình bóp mạnh á, là ở trong đây nó có một cái lưỡi gà, nó gài vô cái bánh răng đây á, nó gài vô cái răng đây á, là cứng ngắc luôn, là chú bác anh em nắm hồ đây á, giữ chặt chặt tí là mình dặn thôi ha, rất là vững. Cái này mình có thể xài một tay á, nếu cây mổ quạ thông thường thì mình phải cầm hai tay để mình điều chỉnh đó, còn này thì không cần điều chỉnh gì hết á, chỉ cần đưa vô bóp thôi, bất kể là cái kích thước của vật liệu là bao nhiêu ha, cứ đưa vô bóp dày mỏng to nhỏ không cần biết, cứ đưa vô bóp thôi ha, đưa vô bóp là nó khóa lại thôi. Cái này mới 95% ha. Ngàm này mình mở maximum thì nó được 43 nha, 43. Cây này tổng chiều dài là 23,5 ha. Hàng xài lướt của Craftsman Made in USA ha. Vỏ nó còn liền lạc hết luôn. Rồi cây này là mã số 1424 á, giá 750. Rồi đây là một cây cũng của Craftsman nữa chú anh nè. Craftsman á, dòng này thì Autolock nha. Craftsman Professional á. Chữ Made in USA đây. Nó bay rồi hả? Mực nó bay rồi. Cái này là dòng Autolock. Autolock có nghĩa là mình cũng tự động khóa chú anh em. Tự động khóa. Cái này thì hàng này là hàng chưa xài nha. Hàng chưa xài nha. Hàng này là 100% chưa xài. 100% chưa xài. Autolock có nghĩa là chú bác anh em mình cũng nó cũng giống như cây Robo Grip đó ha, mình chỉ việc đưa vô á, mình đưa vô cái vật liệu mình cần cần kẹp á, mình đưa vô nha, mình đưa vô này, một tay giữ một tay khó quá. Đây ví dụ như vậy đây đó, mình đưa vô rồi mình bóp ha, là nó khóa rồi đó, giống như kìm bấm chết mình đó, giống như kìm bấm chết đó, khóa cứng luôn đó, không cần phải giữ cái tay cầm dưới nữa ha, là nó khóa luôn rồi đó, giống như kìm bấm chết của mình đó. Nhưng mà nó hay hơn kìm bấm chết ở một điểm, là ở hai điểm. Thứ nhất là mình có thể điều chỉnh được cái lực bóp nặng nhẹ ha, mình điều chỉnh bằng cái núm này đây, tăng đưa ra vô ha, tăng đưa về phía trước là nhẹ, còn mình dặn về dặn vô trong đây nè, dặn vô á, dặn vô trong á thì nặng nè, cái này thì quá mức rồi ha, nó nặng. Nói chung là mình điều chỉnh được cái lực kẹp
tùy vào cái công việc của mình ha. Rồi thứ nhất, thứ nhì là không cần điều chỉnh cái ngàm để phù hợp với là cái kích thước của cái phôi á, tức là bất kể kích thước bao nhiêu mình cứ đưa vô mình kẹp rồi bóp thôi, giống như cây RoboRip á. Thì đó là hai cái điểm nó khác biệt so với lại cái kiềm bấm chết truyền thống của mình á. Và cái cây này á thì nó cũng giống như cây RoboRip á, nó cũng có bốn năm bốn lá thép nè, nó ghép lại ha. Thì, mình mở maximum này á, thì nó được 30 nè, khoảng 30, 32 á, 32 á, khoảng 32 ly á. Điều chỉnh cái lực kẹp, còn ngàm này nó là nó kẹp được tất cả các kích thước á, trong cái phạm vi của nó ha. Cái này là hàng 100% chưa xài ha, Craftsman ha. Cái đợt này là cái cây này là nó lớn hơn cây đợt trước chú anh em. Cây này nó dài tới 24 phân rưỡi á. Dài 24 phân rưỡi nha. Rồi cây này là mã là 1425, giá 1.050.000. Rồi có một cái thước ke 45 độ, thước ke xéo á. Cây này bằng thau á, đồng thau nha chú anh em. Đây nó có một cái logo, không biết cái hình gì nữa, lá gì. Đồng thau á, nó dài 12 phân rưỡi á, dài 12 phân rưỡi, cao là 6 phân rưỡi á. Rồi cái đế của nó là đựng phân rưỡi nè, đế đựng phân rưỡi ha, dài chắc tầm 7 ly á, 6 ly, dày 6 ly ha. Còn cái lá thước này nó dày ly 1, ly 2 ha. Một thao này chú anh em xài không có sợ bị sét á. Mà số 1428 giá 200.000. Theo một cái cây lấy cỡ cây mình dành cho chú bác anh em mà bên, nói chung là khi mình cần lấy gốc á, ở đây nó có cái khe chú anh em, mình bấm móng tay mình vô đây ha, cho nó lú lú bên đây ra, mình đẩy ra, nó dặn dặn nút này ra. Đó. Đó. Cái cây mình cần lấy gốc á chú anh em, khi mình cần lấy gốc, ví dụ như ở đây nó gốc này thì mình đưa qua cái vật liệu mình cần làm á, mình gá vô ha. Nói vậy đó. Cây này của thằng STS nè. Đây là thép không rỉ nha, thép kháng rỉ á. Rồi cái núm này thì bằng thau ha, cái bồ lon ở trong thì thép. Cái này thì nó có kích thước là cái cạnh 16 nè, rồi cạnh này 18 năm ha, bản nó 1 phân rưỡi ha, độ dày 7 ly nha, còn sáng đẹp á, thẳng thốn á. À, đúng chưa? Rồi cái này mã số 1429 giá 200.000. Em được bộ lục
cái bộ này kêu bằng bộ đa năng chứ không phải lục giác nữa, tại vì nó có lục giác nè, rồi tôi dít dẹp, rồi tôi dít bát 1 nè, rồi cái này cờ lê 10, cờ lê 12 nè. Thì lục giác ở đây nó 6 mũi ha, 6 mũi thì mũi nhỏ nhất đi, mũi nhỏ nhất là ly 2 nè, rồi ly rưỡi nè, ly 2 ly rưỡi á, này 2 ly nè, rồi cái này hai ly, ở này là nhiêu ta, 2,5 ly nè, rồi 4 ly nè, rồi 5 ly nè, đó, rồi một mũi dít dẹp, mũi dít dẹp nhỏ nè, mũi dít dẹp nhỏ này nó 3 ly nè, mũi dít dẹp dít dẹp nhỏ 3 ly á. Thì ở đây có một mũi pH 1, đó là mũi dít pH 1 nè, rồi cờ lê nè, cờ lê này cờ lê 10, cờ lê 12 á. Đây bộ này của thương hiệu này đây, Japan á. Bộ này hàng còn 99% á, còn đang thùi luôn á, đang thùi luôn, em không thấy dấu xài luôn, không thấy dấu xài luôn nha, tất cả các chi tiết của nó là em không thấy dấu luôn á, không thấy dấu. Mình như có cái mũi này có xài chút xíu nè, cái mũi 3 ly nè, 3 ly có xài nè, đó, nó như vậy đây. Thì cái này mình xếp nó vô thì nó dài gần tấc á, gần tấc, gần tấc á, mấy cái mũi này nó dài khoảng, mình duỗi nó ra nó dài khoảng 4 phân, mũi nhỏ 4 phân, mũi lớn chắc dài hơn xíu đó, nói chung là cỡ như vậy đó. Rồi cái bộ tuôn này mã số 1430 giá 250. Rồi em bán hai cái ổ khóa này ha, một cái là của Fuji Seiko ha, còn một cái là của Alpha ha. Alpha này là nó full thao luôn, còn cái Fuji này là cái móc thì thao nè, rồi cái phần này không biết bằng cái giống gì em cũng chẳng biết nữa, thép hay gì đó, bên lò gạch 2 ha. Cái Fuji này nó còn được một chìa, rồi cái thằng Alpha này nó còn được hai chìa ha, còn được hai chìa. Hai cái này nó tương đương nhau ha. Cái Fuji này thì bề ngang của nó là 35 nè, còn cái chiều cao nó là 28 nè, rồi cái khoảng khoảng cao của cái khóa này là 16 nè, khoảng rộng là 19 nè, rồi cái đường kính của nó là 5 ly nè, đường kính của cái móc. Rồi cái thằng Alpha này thì để 35 nè, chắc là khoảng chiều cao là 25 nè, 26 nè, rộng là 33 năm nè, còn khoảng cao này là 15 nè, khoảng rộng này là 18 nè ha, còn 35 này là cái giống gì không biết. Rồi cái phiên này cũng 5 ly nè. Rồi hai cái hoạt động còn rất là mới ha. Đó, bán hai cái luôn. Vậy chú anh em mình xài gì xài ha, khóa ngoài khóa cổng hoặc là khóa ngoài trời á, thì cái thằng Fuji này em nghĩ nó cũng bằng, một là thép không rỉ, còn hai là
dạng thép gì đó mà nó kháng được nước á. Rồi hai cái này mã số 1431 giá 250. À, giờ được một cái cần móc của chú anh em. Cần móc của thằng BM nè. Gì đây? Giống như cái cần hổm em bán. Nhưng mà cái này thì cái vỏ này là cái cần này 3 kg á, cần 3 kg. Số máy còn rõ ràng ha. Cái này thì cái vỏ như là vỏ nhôm hay sao? Vỏ nhôm á. Còn mấy cái ti này cũng bằng thau á, thau mạ. Nói chung là nó chỉ có cái móc này nó bằng thép thôi. Chỉ có móc là bằng thép thôi ha. Móc này bằng thép thôi, còn mấy cái núm điều chỉnh đó, cũng bằng thau mạ luôn á. Mấy ngóc này cũng bằng inox hay sao không có hết 500. Hay cân 3 kg á, cân 3 kg. Nó chiều tổng chiều dài của nó là 2 tấc 7 ha, 2 tấc 7. Rồi cái phi là phi 15-7 nè. À, còn mới 95% á, mới 95%. Cái hai cái núm dưới đây để cho bác anh em mình điều chỉnh cái nó sai số á. Khi mà nó bị lệch thì mình có thể điều chỉnh ha. Điều chỉnh cho cái mũi tên này nó về đúng cái bạch không ha. Mình cân á. Rồi, cái này cũng còn đẹp. Mã số 1432 giá 250. Em về một cái hộp compa của thằng Will. Will. Thì nó bao gồm hai cây compa. Ôi, nhiều lắm. Rất là nhiều chi tiết chú anh em. Đây là cây hai mũi thép á, hai mũi thép còn nhọn tên á. Còn cái thân của nó là nó bằng inox hay là bằng thau nhưng mà nó không có hết 500. Wheel á, wheel Japan á. Có chữ Japan không? Không. Wheel Tokyo ha. Đó. Cái cây này là cái cây dài nè. Cây dài thì nó dài luôn mũi là 1 tấc rưỡi ha. Rồi cái cây ngắn là cái cây ngắn này là nó một mũi chì, một mũi thép ha. Mũi chì, mũi thép là mũi thép nhọn tin, nhọn mũi kim ha. Còn mũi bút chì nè. Cây này thì dài có 1 tấc mốt 11 phân rưỡi ha. Cũng Will Tokyo ha, còn mới quá. Will Tokyo. Rồi hai cây. Rồi nó có thêm một cái cây nối nữa nè. Cái cây này để nối vô mà em chẳng biết nó dùng để làm gì đâu. Để nối vô mấy cái này nè. Rồi. Rồi thêm một cái mũi nối nữa nè. Một cái mũi để nối vô nè. Mũi này nó làm gì nè. Nó dùng để nối vô mấy cái khớp của nó nè. Nó mũi này nó 5 phân rưỡi nè. Cái mũi nối dài này thì nó dài được 8 phân nè. Rồi một cái cây cây bút. Cái bút này nó đầu nó như vậy đây. Nó giống như cái nhíp vậy nè. À, còn cái này như bằng nhựa. Wheel nè. À, nó như vậy đó. Cái này thì nó dài tấc 3 ha. Gần tấc 3. Rồi cái này là cái hộp chì á, hộp chì nó còn một mũi thép mũi chì. Nó còn được mũi thép mũi chì á. Mũi thép mũi chì trong này. Rồi cái đây là cái hộp đá mài á. Đá mài để mài mấy mũi thép á, hoặc là mài mũi chì gì đó, chẳng biết nữa. Rồi nó có thêm mấy chi tiết nè, chúc anh em nắm cái cọng vải này nè, kéo ra ha. Nó có một cái khóa nè, cái khóa này để mở mấy con ốc chú anh em.
mở máy ngóc của nó, khóa zin của nó luôn nè, wheel nè ha. Rồi một cái cây thước đo độ học sinh nè, bằng nhựa dẻo, bóng lát dẻo. Này giống như hồi đó đi học của chú anh em, có xài mấy cái này nè. Đo độ nè. Đó, thước đo độ. Chữ như từ lơ hột ma trong nè. Rồi có một cái lưỡi lam nữa nè, lưỡi lam này chắc để gọt bút chì nè. Rồi này cái bao này đựng gì không biết, bao giấy không à. Rồi cái này thước vuông, thước vuông ha, thước vuông nè, số đó nè, 9 phân 10 phân ha, thước vuông này đủ đồ chơi luôn á. Rồi một cái khăn nè, cái khăn zin của nó luôn mới ghê chứ, khăn này không biết để làm gì, vệ sinh gì á. Tokyo view á. Rồi đó, nó nhiều đó. Xong rồi đẩy cái nắp lại. Rồi đó, bao nhiêu chi tiết đó chú anh em, em có mô tả đầy đủ rồi đó ha. Rồi cái gương này, gương gặp lại ha, gặp lại thì nó tự động nó gài luôn ha, để ngay ngắn đó. Rồi gặp lại nó tự động nó gài lại luôn á, tự động nó sập luôn á, cái bản lề sập á. Đó, cái hộp còn đẹp luôn nha, hộp này không biết bằng cái gì em cũng chẳng biết nữa, hộp còn đẹp á, không có rách không gì hết trơn luôn á, hộp vân 3D ha. Đo luôn cái hộp này luôn á, rộng 8 phân rưỡi nè, dài 18 nè, dày 2 phân. Ôi, đơn giản gì đi. Mã số 1433 550. Đây là một cái cưa lộng chỉ đó. Cái cưa lộng chỉ chú quá anh em, cưa lộng chỉ của thằng Picot. Picot nè, Picot made in Japan đây á. Cung này bằng thép, cung bằng thép á, cán này bằng nhựa, cán này thì nó có bị lão quá nha. Picot nè. Rồi cái sơ mi ở trong đây nè, sơ mi ở trong này bằng thao, sơ mi để mình dặn cái chốt móc này cho anh em. Rồi cái lưỡi thì của Mỹ nha, cái lưỡi cưa này của Mỹ ha, USA nè, cái lưỡi này có xài rồi, lưỡi sắn ốc á chú bác anh em, lưỡi sắn ốc á, lưỡi bằng sắn ốc á, lưỡi sắn ốc á, với lại một cái lưỡi cũng y vậy, lưỡi của Mỹ luôn ha, và bi cách này nhập về nè, nó đóng gói này ha, lưỡi này chưa xài, lưỡi nó còn mới nguyên á, chưa xài ha, bi cách Osaka Japan nè, nó đây là hướng dẫn sử dụng nè, cưa lộng nè. Thì cái cưa này á, là nó cái lưỡi cưa của nó đo full lưỡi cưa luôn là nó tấc 6 nha, cái lưỡi cưa tấc 6 nè. Rồi cái phần mà lưỡi cưa được của nó là cái phần dây thép cưa á, là tấc 2 nha. Rồi cái chiều cao của cung này là tấc 3 nè, chiều rộng maximum là tấc 7 á, tấc 7 đó. Cầm cưa cho anh em, thì cái cưa lộng này á, là nó quan trọng nhất là cái cung này nè, cái cung này là thép của nó, thép xịn đó. Là nó có cái độ đàn hồi, tại vì khi cho anh em mình dặn cái tay cầm á là nó sẽ ép vô, nó ép vô mà nó càng ép thì cái lực căng của nó càng căng ha, càng căng cái lưỡi cưa mình ra, thì cái lưỡi cưa mình căng thì mình cưa nó sẽ ngọt. Đó, chú anh em trong ngày biết ha, nó quan trọng là cái cung này, cung này cái lưỡi mà lưỡi ngon mà cái cung này nó yếu quá, cái lưỡi nó bị trùng mà mình cưa cũng không được ha, mà cái lưỡi cái cung này nó rất là cứng mà nó có cái độ đàn hồi rất là cao. Rồi đó, cái cưa này một lưỡi này xài rồi á,
mà còn cưa được nha, cưa ngon lành luôn nha. Rồi một lưỡi này là chưa xài luôn, hai lưỡi á. Rồi cái này mã số 1434 giá 250. Rồi cái cây thước đo nãy giờ nè, bán luôn. Cái thước kẹp điện tử á, bằng bằng nhựa nha, bằng plastic nha. À, cây này là hàng em mới xài đó. Em mua về là em mới xài bữa nay ha. Cái này nó đo được hệ mét với hệ in nè. Chuyển qua in, chuyển qua mét đó. On off đây ha. À, tinh chỉnh về không ha, zero ha. Đó, ví dụ như đây giờ đây. Bấm zero lại về không ha. À, bấm zero về không ha. Nó bằng ngàm, nó bằng nhựa nha. Em mới xài đó nha. Nó chiều dài của nó là đây tức rưỡi nè. In nè. Đây nó vậy đây. Có cây đo sâu luôn nha chú bác anh em. Có cây đo độ sâu ha. Đó. Cái màn hình rất là to luôn, cái số rất là to này, chú bác anh em mà mắt kém á xài mấy cái này được ha. Em mua về để em đo đồ nè, mà em mua hai cây. Giờ em để lại chú bác anh em một cây. Em thước tùm lum, thước 4-5 cây rồi. Rồi cây này mã số 1435 giá 150. Rồi xong rồi chú bác anh em. Như đây ha, chú bác anh em cần gì thì liên hệ em nha. Lưu ý là mà một số tỉnh thành thì tình hình dịch bệnh nó còn phức tạp á, cho nên hàng hóa đi chưa được thông suốt á, thì chú bác anh em nào ở những cái vùng mà dịch tơ bót dừng hoạt động á thì có chốt hàng thì vui lòng đợi nha. Thì em chỉ gửi bên Việt Tơ Bót thôi, không gửi đơn vị nào khác hết. Vậy chú bác anh em có chốt thì vui lòng đợi, khi nào mà nó thông suốt thì em sẽ gửi hàng ha. Và cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người.